từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng hải quan Lạng Sơn đã phát hiện xử lý 93 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 20 tỷ đồng, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước trên 700 triệu đồng, bắt giữ một vụ việc có tang vật vi phạm trên 340 kg pháo nổ, đã bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Trong thời gian tới, Hải quan Lạng Sơn sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.